Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Thưa quý vị, thời tiết lạnh như thế này thì các chứng bệnh về phong thấp thì càng hoành hành. Rất là nhiều người than với Hằng về những cái cơn đau nhức xương khớp khó chịu do phong thấp gây ra. Viêm khớp dạng thấp là cái chứng bệnh mà ở các khớp xương này của chúng ta này, toàn bộ các khớp xương ở toàn thân đều bị đau nhức. Khi mà phát bệnh thì các khớp xương ở cánh tay này, cổ tay, các ngón tay, rồi các khớp ở đầu các ngón chân, vân vân, đều bị đau này, đỏ, sưng, nóng và đau tức, gây trở ngại cho việc chúng ta vận động, thậm chí là cái khớp xương nó còn bị biến dạng lạ thường. Đông y nhận định rằng cái căn bệnh này nó thuộc dạng tê chứng. Nguyên nhân gốc rễ là do nguyên khí nó không vững chắc, da thịt thì bị xốp nhão, cái phần vệ bên ngoài nó không vững chắc nên là cái phong hàn thấp tà nó thừa đó, thừa cái việc mà những cái yếu tố này nó suy mà xâm nhập vào, chạy vào các kinh mạch và các khớp xương, làm cho toàn khí huyết toàn thân của chúng ta bị bất hòa, bế tắc, không thông mà thành ra bệnh viêm khớp dạng thấp. Hoặc là bên trong chứa cái chữ thấp nhiệt và theo phong hàn thấp dâm mà nhập vào các khớp làm cho khí huyết ngưng trệ, không thông đến các khớp mà thành chứng bệnh này. Vậy thì cái cách xử lý cho cái chứng bệnh viêm khớp dạng thấp này như thế nào và các huyệt vị mà chúng ta cần ứng dụng cho cái trường hợp này ra làm sao thì mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Trong video này thì Hằng xin chia sẻ tới quý vị chúng ta cách chúng ta áp dụng những cái kỳ huyệt và kinh huyệt ở trên bàn tay để trị cái chứng bệnh viêm khớp dạng thấp. Nói thật thì bàn tay của chúng ta nó rất kỳ diệu quý vị ạ. Chỉ cần là chúng ta ở trong một cái khoảng nhỏ như thế này, trong một cái khoảng diện tích nhỏ bé này thôi, nhưng mà có rất nhiều những cái điểm huyệt tuyệt vời để trị bệnh hiệu quả. Chính vì thế mà Hằng gọi đó là kỳ huyệt. Hai cái kỳ huyệt chính mà chúng ta chủ trị cái chứng viêm khớp dạng thấp này đó chính là huyệt Tinh Linh và huyệt Uy Linh. Cách xác định hai huyệt này thì huyệt Uy Linh nó sẽ nằm ở giữa nằm ở trên mu bàn tay này, giữa cái khe xương kéo dài của cái ngón tay trỏ và cái ngón tay giữa. Đó, đây và nó nằm ở cái chỗ lõm cạnh với cái sợi gân thứ hai ấy, đây là vị trí của huyệt Uy Linh. Còn huyệt Tinh Linh thì nó lại nằm ở trên cái cũng nằm trên cái mu bàn tay này của chúng ta, nhưng nó nằm ở cái xương kéo dài của ngón tay áp út và cái ngón út, tức là kéo dài xuống dưới đây đúng không ạ? Và nó nằm cạnh cái sợi gân thứ tư của mép phía trong bàn tay, đây là vị trí của huyệt Tinh Linh. Hai cái kỳ huyệt này chủ trị các chứng bệnh như là trẹo lưng cấp tính này, nhức đầu, bất tỉnh nhân sự hay là cấp cứu trẻ nhỏ, kinh phong mãn tính, lưng bàn tay sưng đỏ nhức và viêm khớp dạng thấp. Đây là hai cái kỳ huyệt chính mà chúng ta sẽ cần tác động. Quý vị có thể là xoa nóng cái vùng da này, chúng ta xoa nóng cái vùng da mu bàn tay này, cái khu vực hai cái huyệt vị này, sau đó là quý vị sẽ dùng ngón tay cái chúng ta bấm vào huyệt vị Uy Linh và huyệt vị Tinh Linh này trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Quý vị bấm vào đây thì sẽ cảm thấy là tức, rồi sau đó là cái nó như là có một cái dòng điện ấy, nó làm tê dại các ngón tay của chúng ta. Khi mà quý vị cảm thấy tê dại như vậy thì chúng ta nhả từ từ ra. Đối với các trường hợp viêm khớp dạng thấp cụ thể thì chúng ta sẽ có thêm một số huyệt nữa. Ví dụ như là trường hợp đau viêm khớp dạng thấp mà hai cái cánh tay này của quý vị này nó bị đau thì quý vị sẽ tác động thêm ba cái huyệt nữa cho Hằng, đó là huyệt Hợp Cốc, huyệt Uyển Cốt và huyệt Tiền Điểm Đầu. Cách xác định ba vị trí huyệt này như sau. Đối với huyệt Hợp Cốc thì Hằng đã chia sẻ rất là nhiều trong các video khác. Cách xác định thì nó rất là đơn giản. Quý vị có thể là sử dụng cái ngón tay của ngón cái này, chúng ta đặt ngay vào cái mép giữa của cái ngón khe giữa của ngón tay cái và ngón tay trỏ ấy, thì đầu cái ngón tay cái này của quý vị nó chỉ vào đâu thì đó chính là vị trí của cái huyệt Hợp Cốc. Hoặc là cách xác định đơn giản nữa là huyệt Hợp Cốc nó chính là nằm ở ngay chỗ cái khe xương giữa cái đoạn nối của cái xương tay kéo dài của ngón tay trỏ và ngón tay cái, đó là vị trí hõm này, đây là vị trí huyệt Hợp Cốc. Huyệt vị thứ hai là huyệt Uyển Cốt. Huyệt Uyển Cốt này là huyệt thứ tư của kinh tiểu trường, nó sẽ đi bên má ngoài này của tay này. Huyệt này thì nó có vị trí nằm ngay ở cái bờ trong của cái bàn tay của chúng ta, tại lơi lõm giữa cái phần xương bàn tay và cái xương móc. Đây quý vị thấy cái điểm lõm này, đây chính là vị trí của huyệt Uyển Cốt. Trên cái đường tiếp giáp giữa cái da mu bàn tay và da gan bàn tay ấy. Để lấy huyệt thì quý vị có thể là ngửa cái bàn tay lại với các ngón tay đồng thời chúng ta hơi nắm lại nhé. Thì từ cái vị trí của huyệt Hậu Khê này, chúng ta ven theo tới cái xương tháp ấy. Đây quý vị đặt ven theo xương tháp vào cái xương bàn tay số 5 này, thì đó chính là vị trí của huyệt Uyển Cốt. Huyệt nữa, huyệt tiếp theo đó là huyệt Tiền Điểm Đầu. Huyệt Tiền Điểm Đầu này thì nó nằm ở bên mé ngoài của cái ngón tay trỏ này của quý vị này. Khi mà chúng ta co lại thì nó sẽ nằm ở ngay trên cái ngấn ở cái lóng tay thứ nhất của ngón tay trỏ này.
Đây là vị trí của huyệt tiền điểm đầu. Đây là vị trí của huyệt tiền điểm đầu. Huyệt này thì nó chủ trị các chứng về như là đau dạ dày này, viêm ruột thừa này, các khớp xương tứ chi bị đau hay là trẹo mắt cá chân cấp tính, thì quý vị cũng bấm vào cái huyệt vị tiền điểm đầu này. Quý vị nào mà bị viêm khớp dạng thấp ở hai bên cánh tay nó bị đau nhức ấy thì quý vị hãy bấm vào ba cái huyệt, huyệt hợp cốc, huyệt tiền điểm đầu và huyệt huyền cốt này. Mỗi cái vị trí này quý vị sẽ sử dụng ngón tay cái chúng ta bấm vào đến khi mà quý vị cảm thấy đau tức thì dừng lại, làm 10 nhịp, mỗi nhịp cách nhau từ 5 giây. Quý vị có từng nghe cái câu là đau khớp thì đớp vào tim đúng không ạ? Đó là cái câu nói rất đúng theo y lý đông y cho cái trường hợp viêm khớp dạng thấp. Nếu như trường hợp mà quý vị đau nhức xương khớp ấy mà viêm khớp dạng thấp này mà kèm theo cái triệu chứng đó là tim nó bị hồi hộp này thì quý vị hãy bấm thêm cho Hằng đó là huyệt vị lao cung và cái huyệt đại lăng. Với lao cung này thì nó nằm ở ngay chính giữa cái lòng bàn tay của chúng ta này. Quý vị có thể xác định bằng cách chúng ta lắm hờ các ngón tay lại thì vị trí của cái ngón tay giữa này nó chỉ vào đâu thì đó chính là vị trí của huyệt lao cung. Còn huyệt đại lăng, cách xác định là chúng ta sẽ nắm sát cái bàn tay lại như thế này thì cái ngón tay giữa này nó chỉ vào vị trí nào? Ở dưới ngấn bàn tay này, đó là vị trí của huyệt đại lăng. Cách tác động lên hai cái huyệt vị này thì quý vị có thể sử dụng, đối với huyệt lao cung ấy thì quý vị có thể sử dụng ngón tay cái, chúng ta bấm vào huyệt vị này nhẹ nhàng thôi và sau đó chúng ta day tròn. Và huyệt đại lăng này cũng tương tự, quý vị cũng sử dụng ngón tay cái, chúng ta bấm vào huyệt vị và day tròn trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Làm xong tay bên này thì chúng ta sẽ chuyển sang tay còn lại nhé. Trường hợp thứ ba đó là viêm khớp dạng thấp mà gây đau nhức ở vùng chân này, hai chân nó không có lực. Thì ngoài hai cái huyệt kỳ huyệt tinh linh và uy linh ở đầu video này Hằng đã chia sẻ thì quý vị sẽ bấm thêm cho Hằng đó là hai huyệt túc điểm và dương khê. Huyệt túc điểm là cái huyệt cuối cùng của cái xương bàn tay ngón tay trỏ này. Đây là cái xương bàn ngón tay trỏ đúng không ạ? Cái mé bên lưng của bàn tay này. Đó, cái đoạn xương này thì cái huyệt túc điểm này nó sẽ nằm ở cuối cùng của cái đoạn xương đó. Mé lưng bàn tay này. Đối với huyệt dương khê thì cái cách xác định cũng khá là đơn giản. Quý vị hãy nghiêng cái bàn tay, chúng ta nghiêng cái bàn tay này về phía mu bàn tay nhá. Các ngón tay này chúng ta nghiêng về đấy. Thì ở phía sau ngón tay cái nhá, quý vị nhìn thấy ở khu vực mu bàn tay, ngón tay cái nó có một cái rãnh như hình chữ V ấy, cái vảnh lõm đấy. Thì cái vị trí của huyệt dương khê này nó sẽ nằm ngay tại cái vị trí mỏm châm của cái xương quay, tức là ở cái khu vực giữa cái hõm này. Đó. Có tác dụng của cái huyệt dương khê này, nó có tác dụng là khu phong huyết tiết hỏa và sơ tán nhiệt ở cái kinh dương minh đại trường. Chúng ta sẽ tác động vào cái huyệt dương khê này và cái huyệt túc điểm mà Hằng vừa chỉ lúc nãy cho với cái trường hợp là bị viêm khớp dạng thấp mà quý vị bị đau ở cái vùng chân và tê liệt chân. Đó là ba trường hợp hay gặp nhất của viêm khớp dạng thấp. Quý vị sau khi mà chúng ta tác động vào hai kỳ huyệt uy linh và tinh linh ở cái mu bàn tay này và các huyệt phối hợp thì sau đó quý vị sẽ làm thêm một cái bước nữa, đó chính là bước massage bàn tay. Đầu tiên là quý vị sẽ sử dụng cái bàn tay bên trái, chúng ta ve các ngón tay đó, ve và xoa các đầu ngón tay của ngón tay bên phải nhá, hàng ngày. Chúng ta làm hàng ngày, nó không chỉ tốt đối với những bệnh nhân mà bị viêm khớp dạng thấp đâu, nó còn tốt cho cả lục phủ ngũ tạng của quý vị. Chúng ta hãy xoa và day như thế này, chúng ta xoay tròn. Làm xong bên này chúng ta chuyển sang làm bên tay còn lại. Đó, quý vị làm hết tất cả các ngón tay nhé. Quý vị có thể là xoa bóp hoặc là ve xung quanh các ngón tay như này, hoặc chúng ta xoay tròn như thế này cũng được. Đó, bước thứ hai là quý vị sẽ dùng cái bàn tay bên này, chúng ta cầm thả lỏng cái ngón tay của các ngón tay ở bên bàn tay bên còn lại nhé. Chúng ta thả lỏng ra và sau đó là quý vị lắc như thế này. Chúng ta lắc các khớp ngón tay. Đó, quý vị lắc từng các ngón tay một. Làm xong bên này chúng ta làm tiếp ở bên tay còn lại. Quý vị thả lỏng cái bàn tay được lắc này ra này, sau đó chúng ta dùng cái bàn tay này chúng ta cầm chặt vào cái đầu ấy, quý vị lắc các khớp ngón tay. Bước thứ ba là quý vị sẽ kéo giãn các ngón tay. Quý vị hãy vừa vuốt chúng ta vừa kéo giãn các ngón tay này ra. Chúng ta làm cả hai bên tay nhé. Chú ý là cái phương pháp bấm huyệt hỗ trợ này nó rất là tốt cho trường hợp viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên thì trong quá trình sinh hoạt ấy, quý vị cũng nên chú ý một số những cái điểm sau để có thể là cái căn bệnh này của chúng ta được chữa khỏi triệt để, tránh những cái biến chứng sau này. Thứ nhất là quý vị, cái chỗ ở của quý vị hãy cố tránh những cái nơi mà ẩm thấp lạnh lẽo. Chú ý là luôn giữ thân thể ấm áp, sạch sẽ.
kiên trì tập thể dục, tăng cường thể chất. Cái căn bệnh viêm khớp dạng thấp này nếu như chúng ta chữa kịp thời thì nó sẽ nhanh khỏi. Thế nhưng mà nếu như chúng ta để lâu thì rất là khó chữa và bệnh sẽ kéo dài triền miên không dứt. Đó là những cái lưu ý mà Hằng muốn chia sẻ tới quý vị trong video này. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.